Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay mình cũng đi đến nhà của Tính làm cái clip thứ hai về mấy cây mai tàn. Đây là những cái cây của clip ngày hôm qua. Rồi thì mình sẽ gặp Tính. Chào Tính ơi. Dạ, con xin kính chào cô bác và các anh chị em. Hôm nay con có một số cây mai tàn và mong được giao lưu với cô bác và các anh chị em. Rồi. Dạ. Tiếp tục. Dạ. Đây là cây số 1. Rồi quay. Cây này đến rất là đều luôn nha cô bác. Rồi tải cành chứ đi, tải cành chứ. Dạ. Đang quay cành. Rồi chia cành sao đây? Dạ. Chia cành này là không có ghép, cắt ghép gì dân anh. Bông là bông chùm, chín cánh trở lên. Cái này bông chùm chín cánh nguyên thủy. Dạ. Đây chùm đây, nó có một chùm. Dạ, đây có một chùm. Quay qua. Đây. Ông chùm không để dạ, bàn tay vô, để bàn tay vô. Hứng nó lại. Đó. Rồi, chùm gì đó ha. Dạ. Rồi. Cao khoảng nhiêu, ngang nhiêu? Từ xa trước. Cây này cao khoảng 2 m. Cao khoảng 2 m. Dạ. Tàn khoảng 1 m. Tàn khoảng 1 m. Tương đối nha bà con, tương cùng đều ha, quay nhau. Tròn đều. Rồi bắt đầu vô cái thân coi hoành nhiêu, có xù có gì không? Dạ cây này xù hết luôn anh. Xù hết luôn. Dạ, ghế nó cũng xù luôn nè. Đây né vô. Dạ. Đây, ghế này xù đây phải không? Dạ. Đây. Xù. Đây. Hai thân à? Dạ. Lên ba thân. Rồi. Nên nó xù hết luôn. Ghế nó cũng xù luôn. Xù ghế luôn. Dạ. Xay chậm chút đi. Rồi xay nữa đi. Rồi thông số nè. Thông số. Dạ 35. 35 non nha bà con. Rồi. Dạ. Mình gần 35. Dạ gần 35 ạ. Rồi. Dạ. Em đo cái khớp thân cho bà con xem. Rồi. Cái này khớp thân khoảng 2 tấc hả? Khớp thân 2 tấc. Dạ. Rồi, đo cái hoành đế coi. Dạ. Hoành đế hết thước luôn, hết khoảng thước 6 luôn. Rồi, xây vòng đế cho anh coi rồi. Dạ. Rồi, giá công khai là như dạ, đây. Dạ, giá công khai là 35 triệu, con bao phí à? 35 triệu. Là do nó xù hay sao vậy? Dạ đúng rồi anh. Xù mà nó xù hết ghế luôn, xù còn thân luôn. Giảm gì cho anh em chơi không? Dạ còn thương lượng. Dạ. À, thương lượng ha. Dạ. Vận chuyển đồ 200 km hả? Dạ bao hết luôn anh ơi. Dạ. Rồi bông chùm. Bông chùm. 7 cánh. Tới 9 cánh. 9 cánh trở lên. Dạ. Xù khúc dưới chân, dưới ghế. Luôn. Rồi cây số 1. Dạ, cây giao lưu. Giá 35 triệu à. Thân này không có gì hết ha. Ngừng cái này. Không có một gì ha. Dạ. Nhà không bị hẹo dít gì hết á. Nhà ba là tốt, không có gì hết. Dạ. Rồi, cây số 1 35 triệu. Bao ship bán kính trong khoảng 200 km. Đọc số điện thoại Tính này. Dạ, số điện thoại của em là 0799 777 775. Dạ, rồi. Con ở thị trấn 1000 huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Rồi, mình giới thiệu tiếp cây số 2 là cây gì đây? Dạ, cây số 2 là cây này. Cây bự này đó ha. Dạ, cây bự. Cây này là tàn đa bông chùm. Chùm luôn. Dạ bông chùm luôn à. Mấy cánh biết không? Dạ. Cây này khoảng 5 cánh anh ơi. Cây này khoảng 5 bông chùm mà 5 cánh thôi phải không? Bông chùm 5 cánh. Đây. Rung đi em. Rung à. Rồi cao như vậy? Cây này cao hơn 4 thước anh. Cao hơn 4 thước. Hoành ngang nhiêu, 3 thước không? Cái tàn ngang ha. Ừ. Cái tàn ngang 3 thước. Tàn ngang 3 thước. Thân này nhiều quá vậy? Dạ. Thân đếm nhiều, coi. Thân đa. 1 2 3 4 5 6 thân. 6 thân. Dạ. Rồi cái đế đây nè. Dạ, đế nguyên một con thú. Nguyên một con thú, dạ. Đế thú. Đế thú nguyên con bò cạp đó. Rồi bò cạp. Dạ. Mai bò cạp.
quặm xuống ha. Dạ. Rồi đo cái hoành cái. Hoành ngay cái đó nè. Quặm dạ, em đo ngay cái này, cái eo 58, cái eo 58. Rồi, dạ rồi. Này chỉ đo được chỗ đó thôi. Với em đo cổng rễ cho cô bác xem nè. Rồi cổng rễ bự nhất. Dạ. 32. Cổng rễ bự nhất 32. Non 32 tí nha. 31 đi. Dạ. Rồi cổng bên đây. Rồi, 24. Rồi đo đừng chút đầu anh. Kéo ngang đi. Dạ chính tắc anh ơi. Chính tắc. Dạ. Rồi thân nó đây. Rồi nói giá đi em. Dạ cây này con xin giao lưu với giá là 33 triệu, con bao phí luôn. 33 triệu, rẻ hơn cây sù nữa ha. Dạ rẻ hơn cây sù. Lý do là nó không có sù. Dạ không có sù. Không có đế nó không có nơm bằng cây sù. Đế không bằng cây sù. Dạ. Khéo không bằng. Bự hơn. Nhưng mà giá rẻ hơn. Cũng bông chùm luôn. Dạ bông chùm luôn ha. Nhưng mà 5 cánh thôi. Biết luôn, biết mặt bông luôn ha. Dạ biết anh ạ. Rồi, cây số 2 33 triệu. Cây số 2 33 triệu. Tiếp tục. Tiếp tục với cây số 3. Cây số 3. Rồi, bông mấy 5 cánh luôn đây nè. Dạ, bông này là bông 5 cánh. Có bông sẵn cũng chùm luôn hả? Dạ. Chỗ 5 có chỗ 7 cánh nữa. 5 tới 7 cánh. Dạ. Chỉ cành ở đây. Rồi cái em tả rồi cái tàn nó có nhiêu, cao nhiêu, ngang nhiêu. Dạ. Cây này cao tầm 3 thước rưỡi anh ơi. Cao khoảng 3 thước rưỡi. Dạ. Tàn nó khoảng 2 thước rưỡi. Tàn khoảng 2 thước rưỡi. Chọn không? Quay được không? Không anh ơi. Không quay được. Rồi rung, không quay được thì rung. Rung thân. Rung thân. Rồi. Rồi vô cái đế cái nó báo giá luôn. Dạ. Có sù có gì không? Dạ có sù anh ơi. Sù đâu đâu? Dạ đây. Bên kia sù nhiều hơn. À sù sù nắp. Dạ. Sù chảy xuống hết luôn rồi. Chảy luôn. Hơi ngược sáng bà con ơi. Đấy, cái thế nó để gì không có thay đổi được. Nguyên một cái nách là một cái chỗ sù hết. Rồi đó hoành đi em. Hoành ở vị trí này là 41. Hoành à, thẳng thẳng ra trước. Dạ. Kéo thẳng cái thước xuống. 42 luôn rồi. 421 rồi 42. Dạ, dạ. Cây này để nôm đều luôn nha bà con. Để nôm đều. Rồi đo cái đường kính bầu anh. Dạ. Đường kính bầu là 8 tấc. Đường kính bầu 8 tấc. Dạ. Rồi, mình giao lưu giá nhiêu em ơi? Dạ, cây này con giao lưu giá là 20 triệu, con bao phí. 20 triệu. Bao phí tới đâu? Dạ, bao phí 200 km anh. Có bông lại gai ha. Dạ, dạ. Số điện thoại tính này. Dạ, số điện thoại của con là 0799777775. Con ở thị trấn 1000, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Rồi, tiếp tục. Dạ. Tiếp tục là cây số 4. Cây số 4. À. Cây này tàn dày. Bông này là bông là từ 9 cánh trở lên.
chín cánh trở lên. Có chùm không? Có chùm luôn anh. Không chùm không? Dạ không chùm, có sáng em mới lặn lụng bỏ tu rồi. Cao nhiêu, ngang nhiêu? Cây này cao khoảng là 4 thước. Cao 4 thước. Dạ, tàn 2 thước rưỡi chưa kéo ra đó. Tàn 2 thước rưỡi chưa kéo. Tàn này tàn không. Tàn thông rung. Rung rung cái thân á, đừng rung vậy. Rung vậy hư. Rồi. Rồi. Đo hoành đi em. Hai thân nha. Dạ. Ba thân luôn anh. Đây thân nhỏ ra. Rồi. Chính xác nha. Dạ. Hoành nào 44. Hoành 44. Không có thẹo gì hết ha. Dạ. Có cái này anh quay cái này cho bà con xem là do quá trình vận chuyển đó. Nó bị xước da. 44. Hoành 44. Rồi, đưa đường kính bầu. Đường kính bầu cũng 8 tấc luôn à. 8 tấc luôn. Dạ. Xù vậy hết à. Giá 50 hả? Giá 50 triệu xù hết. Cứng không nghe? Dạ. Được không? Được. Mềm ha. Rồi có thương lượng gì cho bà con đam mê không? Dạ có thương lượng cho những anh em đam mê với em. Rồi đây nó bị chạy chỗ này phải không? Dạ bị chạy chỗ đó. Mà nó ngược sáng quá bà con ơi. Rồi che lại. Em đứng bên đây nè, che lại. Rồi. Che cái mình á. Che nguyên mình luôn. Đứng lên che cái. Không, đứng bên đây nè, đi vô đây chút. Được chưa? Vô nữa. Rồi. Rồi. Dạ. Chạy vô đó một chút. Dạ. Rồi. 50 triệu. Anh quay cái đế cho bà con xem nó xù để gửi luôn. Xù. Rồi né đi. Rồi 50 triệu. Còn thương lượng nhẹ phải không? Dạ thương lượng nhẹ. Có bao trọng không em? Dạ không anh. Bao vận chuyển. Bao vận chuyển. Rồi bao sống được không? Dạ bao chứ. Rồi cây này là 50 triệu. Dạ. Bông chín cánh bông chùm luôn á. Rồi giờ mình lướt qua nè. Cây này là 50 triệu nè. Dạ. Nè khoan nè. Xù. Rồi. Rồi tiếp tục. Cây trong này nè. Cây trong này là 20 triệu. 20 triệu nè, bông sao? Dạ bông này 5 7 cánh anh ơi. Bông 5 7 cánh cũng có chùm luôn. Có chùm luôn. Rồi. Dạ. Đế cũng khá đẹp. Dạ. 20 triệu. Rồi cái này nè. Cái này là 33 triệu. 33 chùm. Triệu. Bông chùm. Dạ. Cao. Mà đế không được đẹp không? Thì giá chỉ có 33 triệu thôi. Rồi tiếp tục, cây này là cây số 1 nè. Cây số 1, cây này là 35 triệu. Cây xù nè, 35 triệu. Rồi. Rồi vậy mình cũng mến chào bà con luôn đi tính rồi. Dạ, con xin kính chào cô bác và các anh chị em. Dạ, mong được sự ủng hộ của các cô bác. Rồi xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau nha.